Xin chào tất cả anh em sưu tập mật lửa. Hôm nay em lên cho anh em một cây để bàn xưa Thoren Thụy Sĩ. Những anh em mà chơi lâu, sưu tầm nhiều thì anh em biết về cái dòng này ha. Thoren Thụy Sĩ sản xuất tại Hoa Kỳ, rất là nổi tiếng trong cái giới sưu tầm mật lửa. Con này con Thoren để bàn, toàn thân bằng thép, thép mạ niken nha anh em. Và cái dòng này thì anh em châm xăng ở đây ha, châm xăng ở đây giúp em hai bên đây. Thoren để bàn con này cơ chế bật lửa nó siêu độc luôn, khi anh em mở nắp ra tự động siêu độc ha, quay bánh xe và lên lửa. Anh em thay đá đây nha, cái cần đen đây, anh em kéo lên anh em thay viên đá ha, khi nào hết đá anh em thay ha. Thoren để bàn của Thụy Sĩ siêu độc, siêu hiếm luôn. Và cái con này thì đặc biệt cái bánh xe zin của nó phải có chữ Thoren ha anh em, Thoren Thụy Sĩ luôn. Nhiều anh em chơi dòng Thoren xưa thì gọi con này là thợ rèn, thợ rèn. Giá trị sưu tầm rất là cao nha anh em, thích hợp cho anh em sưu tầm những cái cây xưa dòng mật lửa xưa, chính hãng nguyên zin. Cây này trong tình trạng là new, chưa qua sử dụng ha anh em, thập sản xuất thập niên 30 thì nay này nó cũng bảy mấy 80 tuổi rồi, gần 90 tuổi rồi, tim là chưa đen luôn, tim khi mà ngày đầu tiên sản xuất tới giờ luôn chưa có dấu hiệu lên lửa. Và cái lớp mạ của nó để ở ngoài thời gian lâu quá nó bị oxy quá, nó bị ố nhiều ha anh em. Thoren Thụy Sĩ thập niên 30, thích hợp cho anh em sưu tầm. Cái dòng này thì lửa nó siêu bén luôn, anh em chỉ nhấn nút là lên lửa ha, nó có cái cần gạt ở đây. Con này thì em xin phép giao lưu với anh em là 4500 nha, 4500 cho một cây Thoren xưa zin nguyên bản chưa qua sử dụng nha. Anh em giao lưu thì liên hệ em qua hồ sơ. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thoren Thụy Sĩ xưa.